Mạch Tuấn một lần nữa xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin châu Á. Thanh niên Pakistan đổ xô đi mua vaccine. Hàng nghìn người Pakistan đã đổ xô đi tiêm trong đợt bán vaccine COVID-19 đầu tiên bắt đầu cuối tuần qua và các điểm tiêm chủng ở thành phố Karachi thuộc miền nam của nước này. Hôm 4 tháng 4, chính quyền cho biết họ đã bán hết các liều vaccine. Pakistan hiện đang cung cấp vaccine miễn phí cho các nhân viên y tế trên tuyến đầu và những người trên 50 tuổi. Nhưng tiến độ cho đến nay vẫn còn rất chậm và tháng trước nước này đã cho phép tư nhân nhập khẩu vaccine và bán cho công chúng. Trong đợt đầu tiên thì vaccine Sputnik V gồm 2 liều của Nga được bán cho công chúng với giá khoảng 12.000 rupee Pakistan, tức là khoảng 80 đô la Mỹ. Dù giá thành cao, một số trung tâm cung cấp dịch vụ tiêm vaccine cho biết rằng người dân phải xếp hàng dài và một số ở thành phố Karachi đã phải chờ gần 3 giờ đồng hồ. Hầu hết trong đợt đợi chờ là những thanh niên Pakistan vẫn chưa đủ điều kiện để được chính phủ tiêm chủng miễn phí. Trong đó, anh Saad Ahmed, 34 tuổi, đã nói với hãng tin Reuters sau khi được chích ngừa tại một bệnh viện tư nhân cao cấp ở Karachi như sau. Tôi rất vui vì đã được tiêm, vì giờ phải cần có nó để được đi du lịch. Tin cho hay là trong khi việc tư nhân bán vaccine đã bắt đầu, chính phủ và các nhà nhập khẩu vẫn đang trong vòng tranh chấp về giá cả của vaccine tại Pakistan. Bản tin thứ hai về châu Á nói đến việc chính quyền phi luật tân tuyên bố và quả quyết rằng Trung Quốc đang toan chiếm thêm các khu vực ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng của Phi Luật Tân hôm Chủ nhật vừa qua cho biết là Trung Quốc đang tìm cách chiếm thêm nhiều khu vực ở Biển Đông. Họ nói, sự hiện diện liên tục của các lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong khu vực cho thấy ý định của Trung Quốc nhằm chiếm đóng các khu vực ở biển Tây Phi Luật Tân. Ông Lorenzana là Bộ trưởng Quốc phòng của nước này đã cho biết trong một tuyên bố như vậy. Đây là tuyên bố thù địch thứ hai của ông Lorenza trong 2 ngày khi ông lặp lại lời kêu gọi của Phi Luật Tân yêu cầu các tàu thuyền Trung Quốc phải ra đi. Trong khi chính quyền Manila gọi việc quân đội cá tàu Trung Quốc ở đảo Đá Ba Đầu là vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết những tàu thuyền neo đậu gần khu vực đảo Đá Ba Đầu có số lượng khoảng 200 chiếc dựa trên thông tin tình báo ban đầu của các đội tuần tra Phi Luật Tân thu nhập là để trú ẩn khi biển động và không có lực lượng dân quân nào trên tàu. Nhưng ông Lorenza cho biết vẫn còn 44 tàu neo đậu và biển rất lặng chứ không có gọi là bão táp gì cả. Ông nói họ chỉ lấy lý do để dần dần chiếm đóng mà thôi. Trong khi đó thì Trung Quốc đã bào chữa và lý luận kiểu ăn cướp. Đại sứ Trung Quốc ở Manila đã phản đối các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana và nói rằng việc các tàu Trung Quốc đánh cá trong khu vực là chỉ để trú ẩn gần bãi đá trong điều kiện biển động. Ông nói, nếu biển an toàn thì chúng tôi ra đi. Ông còn tuyên bố không ai có quyền đưa ra những nhận xét thêm thâm độc về những hoạt động như vậy. Một tòa án quốc tế năm 2016 đã vô hiệu hóa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với 90% ở Biển Đông, nhưng Bắc Kinh không công nhận phán quyết này và đã xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp và trang bị các radar, các bệ phóng tên lửa cũng như nhà chứa máy bay chiến đấu. Họ đã làm điều này trước đây tại bãi Panatak, tức là bãi Mansinolak và tại bãi Panahiba. Họ đã vi phạm trắng trợn chủ quyền của chúng tôi và các quyền theo luật pháp quốc tế. Đó là lời tuyên bố của ông Lorenzana, Bộ trưởng Quốc phòng Phi Luật Tân hôm Chủ nhật. Ngày 7 tháng 3, người ta thấy có chừng 220 tàu cá ở khu vực bên trong Đá Ba Đầu. Và tới hôm 19 tháng 3 thì số tàu đếm được nó vẫn còn ở mức tới 193 chiếc. Bản tin sau cùng về châu Á, thưa quý khán giả, nói đến vụ lỡ đất và lũ lụt đã làm cho ít nhất 40 người thiệt mạng ở Indonesia.
Cơ quan phòng chống thiên tai của Indonesia hôm 4 tháng 4 cho biết là lở đất và lũ quét do những trận mưa xối xả đã gây ra ở miền đông nước này, làm cho ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải đi ra khỏi. Ngoài ra, thì tin cho hay là hơn 20 người khác vẫn còn mất tích. Bùn, đất từ những ngọn đồi xung quanh tràn xuống hàng chục ngôi nhà ở làng Lamanele trên đảo Adonara thuộc tỉnh Đông Nusa. Ông Leniola là người đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 35 thi thể và ít nhất 5 người bị thương. Theo cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia, thì lũ quét đã giết chết ít nhất 6 người ở những nơi khác. Phát ngôn viên của cơ quan này là Radita Jati cho biết là các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi việc mất điện, các con đường bị chậm bởi bùn đất và đống đổ nát cũng như sự xả xôi hẻo lánh của những khu vực bị nạn đã làm chậm sự cứu hộ của những đoàn cứu hộ. Những trận mưa như lũ đã gây ra lở đất và lũ lụt thường xuyên giết chết hàng chục người ở mỗi năm ở khắp đất nước Indonesia. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng về châu Á, và một lần nữa sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để nghe thêm một vài tin về Việt Nam với những tin đáng chú ý như sau. Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ vaccine COVID-19. Một băng cướp đã trói và lấy hết tài sản của một gia đình gốc Việt ở thành phố Oakland, miền Bắc California.